Chào các bạn, nhân hôm nay lên phố nhìn thấy phía trước có một cái xe tang lễ, chắc là đưa người mất đi đâu đấy, họ giải tiền vàng đằng trước, nên là tôi cũng sẽ làm hướng dẫn các bạn luôn là nên làm như thế nào, nên làm gì khi gặp phải xe tang lễ ngoài đường. Gặp phải xe tang lễ thì có thể là không thường xuyên, nhưng mà tôi tin chắc rằng khi chúng ta đi lại giao thông ngoài đường thì chắc chắn sẽ gặp phải, và có rất nhiều cái tình huống đi ngược chiều hoặc là đi cùng chiều. Có những xe thì chúng ta sợ, chúng ta không dám đi lên, chúng ta phải đi cùng vào đoàn và đi rất lâu. Nhưng có những xe thì người ta không hiểu, người ta thấy cứ tắc đường rồi vướng đường, người ta bấm còi inh ỏi lên và tìm mọi cách vượt cho thật nhanh. Và đấy là câu chuyện là khi chúng nó không những thể hiện cái văn hóa của chúng ta khi tham gia giao thông ngoài đường, mà phần quan trọng hơn là vấn đề tâm linh nữa, là khi chúng ta thấy người mất, gặp người mất thì nên làm gì, thì đấy mới là cái điều quan trọng. Thì như các bạn thấy là cái xe đằng trước tôi là đang giải giấy, đúng không? Đang giải giấy, và theo cái văn hóa dân gian, tôi không biết trong miền Nam hay Sài Gòn thì có những cái văn hóa có tương đồng với ngoài Bắc này không, hay là miền Trung, tại vì mỗi vùng miền, thậm chí mỗi vùng quê người ta có một cái phong tục khác nhau. Và như thông thường thì ngoài Bắc này là người ta hay giải tiền vàng dọc đường đi, là mục đích để cho gọi là tiền mãi lộ ấy. Các bạn hình dung, ví dụ các bạn đi ngay cả hiện nay trên thực tế, các bạn muốn đi từ bây giờ, đi từ Hà Nội vào Nam, tôi chạy xe từ Hà Nội vào Sài Gòn thì mất khoảng 1,5 triệu tiền phí, gọi là chỉ chạy đường cao tốc thôi các bạn nhé, từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cách đây 2 năm tôi đi xe 4 chỗ, 5 chỗ thì mất khoảng 1,5 triệu từ Hà Nội phi vào đến. Thì các bạn biết là ngay cả bình thường trong cuộc sống, trong dương gian chúng ta đi, chúng ta đã tốn kém nhiều tiền như vậy, nên là trong khi xuống cõi âm thì cũng sẽ phải có những cái chi phí đi đường như vậy. Nên là nhiều người thì tôi nói một chút ngoài lề đã, thì rất nhiều người thì cổ suý cho cái hiện đại, bảo là không nên đốt vàng mã. Tuy nhiên mọi người không hiểu rằng là gọi là trần sao âm vậy, và dưới cõi âm là người ta cũng thế. Có rất nhiều trường hợp tôi gặp là đi mang hài cốt từ Nam ra Bắc hoặc từ Bắc vào Nam, nghe theo các sư thầy là không đốt vàng mã nữa, thế là người âm không về được. Thì ông không về được. Và có những trước đây khi làm với ở bên viện tiềm năng này, chúng tôi hay áp vong nữa, thì có trường hợp vong lên còn bảo là chúng mày đi không không giải vàng mã, tức là các vong nhập của người nhà đấy, bảo chúng mày đi không giải vàng mã làm cho tao đi ăn xin ăn mày mãi mấy năm mới về được đến nơi. Thì đấy là cái câu chuyện ngoài lề để các bạn hiểu thêm về cái phong tục và cũng cái thực tế trong tâm linh. Còn bây giờ thì tôi đi vào chủ đề chính là khi gặp xe tang, xe lễ, xe đám ma, nói chung là có người mất, thì chúng ta nên làm gì. Trong trường hợp đi ngược chiều các bạn nhé, đi ngược chiều thì các bạn đơn giản nhất, các bạn chỉ cần hơi cúi đầu xuống và khấn nhẩm một câu là con xin chúc cụ gọi là sớm siêu thoát, sớm được cầu siêu, sớm được siêu thoát. Các bạn chỉ cần nói ngắn gọn đơn giản như vậy thôi, thì vì khi đi trên đường thì bạn không thể đọc cả cái bài văn khấn được, các bạn phải hình dung như thế. Đấy là trường hợp đi ngược chiều, thì các bạn chỉ cần đi chậm lại, các bạn lúc ngang qua cái xe đấy, các bạn cúi đầu nói nhầm một câu để cầu mong, cầu chúc cho cụ sớm được siêu thoát. Rất đơn giản như vậy. Còn nếu mà đi cùng chiều,
cùng chiều mà các bạn biết là xe tang có đàm đàm ma thì các bạn nếu mà không vội lắm thì các bạn đi chậm lại, đi cùng đoàn vài phút, cũng không nhất thiết phải 10-15 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, tức là đi cùng một đoạn thôi. Và sau đấy thì bạn vượt. Tuy nhiên là nếu bạn vượt thì cũng đừng có bóp còi inh ỏi làm gì cả. Chúng ta vượt và khi đi ngang qua cái xe, ngang qua cái xe tang đấy thì các bạn cũng có cũng nói tương tự thế thôi, vẫn cái câu nhẩm khấn tương tự đấy như vậy. Hy vọng là qua cái clip này được có những cái hướng dẫn đơn giản để các bạn biết là khi gặp xe tang, xe lễ thì chúng ta nên làm gì. Nhân tiện thì có bạn cũng hỏi là treo cái gì trên xe để cho an toàn, đỡ tai nạn, vì mẹ bạn ấy đi suốt ngày bị tai nạn xe cộ, thì bạn có thể để ngài trung quỳ, vừa chiêu tài này vừa trừ tà ma đấy, ngài trung quỳ hoặc là thái ất cứu khổ cứu nạn các bạn nhé, ngài thái ất cứu khổ cứu nạn đấy. Tôi thì để ngài trung quỳ, hoặc là ở trên xe này thì như của tôi có kim tự tháp này, kim tự tháp này bản thân năng lượng nó rất là mạnh, đã có thể trừ được tà ma rồi. Đằng trước có ba ông quỷ nữa, còn đây là ngũ lộ thần tài đấy, cho các bạn tham khảo thêm xe của tôi. Còn ở bên dưới này là cũng có cái vòng tay 12 đạo linh phù, nhưng mà tôi không đeo tay vì nó hơi to, thì tôi để luôn cái quanh cái chỗ tay cầm này đấy, cũng có thể trừ tà ma được các bạn, tùy theo từng người. Còn nếu như các bạn đi xe máy mà có cốp thì các bạn cũng có thể để cái vòng tay hoặc là cái hình ngài trung quỳ hoặc thái ất cứu khổ. Thái ất cứu khổ thì bản thân cái tên của ngài đã là cứu khổ rồi, nên là ai thấy mình vẫn còn nghèo, vẫn còn khổ, vẫn còn nhiều tai nạn, nhiều bất hạnh thì các bạn cũng có thể thờ ngài. Đấy cũng là một điều rất tuyệt vời. Có thể không thờ, các bạn để trong cốp xe được. Hoặc như là ngoài xe tôi thì vẫn có cái hình này. Đây là cái hình chiêu tài trong văn hóa Nhật Bản các bạn nhé. Vừa chiêu tài vừa trừ tà ma.